Và chiều nay thảo luận tại tổ về dự thảo luật khoa học công nghệ sửa đổi, các đại biểu Quốc hội đã đề nghị dự luật này cần phải tạo được nền tảng pháp lý nhằm giải quyết triệt để những bất cập và vướng mắc đang cản trở sự phát triển của khoa học và công nghệ trong thời gian qua và tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý và cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ. Vấn đề liên quan đến đổi mới cơ chế tài chính và tín dụng cho hoạt động khoa học và công nghệ là một nội dung được tập trung thảo luận tại hầu hết các tổ. Một số đại biểu đề nghị dự thảo luật cần quy định nguyên tắc đầu tư ngân sách nhà nước cho phát triển khoa học và công nghệ, tránh đầu tư dàn trải, đảm bảo hiệu quả đầu tư. Cái việc này công khai cấp mã số trong toàn quốc, trong toàn hệ thống của các viện hay là các trung tâm trong cả nước như thế nào đó để tránh trùng lắm. Tránh cái chuyện lãng phí cái nguồn lực nghiên cứu, đầu tư cho nghiên cứu. Và khi có rồi á, thì chúng ta không thể sử dụng riêng, mà phải nó là tài sản quốc gia mà. Thì được xem xét và triển khai nghiên cứu ứng dụng không chỉ ở địa bàn đó, mà kể cả các địa bàn khác như thế nào. Lấy dẫn chứng từ việc trả định mức cho khoa học và công nghệ quá thấp so với công sức của nhà khoa học bỏ ra, đại biểu Trương Minh Hoàng cho rằng đây chính là một trong những vướng mắc lớn, điểm tắc nghẽn chủ yếu trong hoạt động khoa học và công nghệ hiện nay. Nói rõ trách nhiệm. Ở đây đổi mới là cái cơ chế tài chính và huy động nguồn vốn đầu tư cho khoa học công nghệ. Thì ở đây thứ nhất là muốn như thế thì cái cơ chế để tài chính chúng ta phải thay đổi như thế này, là điều chỉnh cái phân bố cái ngân sách đầu tư cho khoa học công nghệ làm sao cho nó đạt cái hiệu quả là cao nhất, căn cứ vào cái hiệu quả đó là cái nền tảng để phân bố vào năm sau, chứ không đánh đồng với nhau được. Chúng tôi nghĩ phải rà soát lại thật kỹ. Nếu đã không phát huy được thêm thì đừng có hạn chế lại. Tôi cho rằng là cái luật này cần phải rà soát thật kỹ và chúng ta phải tháo gỡ một cách hết sức trên tinh thần thực tiễn chứ không phải trên tinh thần nguyên lý. Cũng trong chiều nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự thảo luật phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai. Các đại biểu đều nhất trí với sự cần thiết ban hành luật nhằm tạo hành lang pháp lý đối với hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời tăng cường quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động phòng chống thiên tai.